The Book on Foreclosures, quyển sách đầu tiên bằng tiếng Anh về địa ốc của người Việt Nam được viết bởi tác giả Trần Quốc Bảo, sách được nhiều độc giả nước ngoài ủng hộ và khen tặng. Lời mở đầu được viết bởi New York Times Top 10 Best-Selling Author, ông Raymond Aron. Ông cho rằng đây là Bible của Foreclosures. Cuốn sách sẽ giúp quý vị giải tỏa và giải quyết mọi bế tắc về việc nhà bị ngân hàng kéo, rất hữu ích. Trên trang nhà của chúng tôi, quý vị có thể mua thông qua Amazon hoặc PayPal. Chúng tôi cần đại lý ở khắp nơi. Số điện thoại 713-294-1723.